Viêm nhiễm vùng kín, nỗi niềm của chị em. Đây có lẽ là những cái tâm sự thầm kín nhất. Nhiều khi là chị em rất là ngại, thậm chí là nhiều chị còn ngại đi khám cơ. Tuy nhiên thì để có thể hạn chế được cái tình trạng viêm nhiễm vùng kín xảy ra thì bác sĩ sẽ chia sẻ với chị em một số cái mẹo nhỏ chúng ta có thể áp dụng ngay tại nhà. Đầu tiên, đấy chính là chị em mình nên lựa chọn những cái loại quần lót mà chất liệu cốt tông thấm hút tốt này và thoáng mát. Khoảng 3 tháng mình nên thay quần lót một lần. Ngoài ra thì chúng ta cần sử dụng những cái loại nước giặt chuyên dụng cho cái đồ lót của chúng ta nha. Nó sẽ hạn chế cái tình trạng là kích ứng cho da của chúng ta hơn. Thứ hai nữa chính là cái việc chúng ta vệ sinh vùng kín đúng cách. Chị em đừng cố là mình sẽ thụt rửa vào phía trong, chỉ cần rửa bên ngoài thôi. Và hạn chế những cái loại dung dịch vệ sinh mà nó mang cái tính tẩy rửa mạnh này, hoặc là cái mùi hương liệu quá nồng nặc, nó sẽ khiến cho cái vùng kín của chúng ta thay đổi cái độ pH. Và khi thay đổi độ pH thì những cái vi khuẩn có hại này, những cái loại nấm nó sẽ tấn công và xâm nhập, làm cho cái tình trạng viêm vùng kín nặng nề hơn. Chị em có thể ưu tiên lựa chọn những cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ mà có cái độ pH dịu nhẹ là từ 3,8 đến 4,5 và không chứa hương liệu. Như vậy thì nó sẽ vừa làm sạch này và vừa giữ được cái độ pH cân bằng cũng như là độ ẩm trên da, hạn chế cái tình trạng kích ứng da vùng kín. Thứ ba nữa, chị em hãy điều chỉnh chế độ ăn uống, hãy ăn thường xuyên những cái loại sữa chua này hoặc là những cái loại sữa chua uống giàu lợi khuẩn. Nó sẽ giúp tăng cường lợi khuẩn cho vùng kín và hạn chế cái việc là những cái vi khuẩn xâm nhập vào vùng kín của chúng ta. Bởi vì có không ít chị em mình gặp tình trạng viêm nhiễm do đấy là mình phải dùng kháng sinh ý. Mà ngoài cái việc là tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại ra thì những cái lợi khuẩn cũng bị tiêu diệt luôn, làm cho cái hệ vi sinh vùng kín nó bị mất cân bằng. Nên cái việc chúng ta bổ sung thêm những cái loại sữa chua lợi khuẩn là điều cực kỳ cần thiết và nó sẽ giúp cái hệ vi sinh vật vùng kín nó được cân bằng này và vùng kín của chúng ta hạn chế tình trạng viêm nhiễm. Hoặc chị em có thể là bổ sung thêm những cái loại men phụ khoa, nó sẽ giúp giảm cái tình trạng viêm nhiễm này nhanh hơn cho chị em nha. Theo dõi bác sĩ để khỏe đẹp hơn mỗi ngày.